Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục về cái video về dạy bài tập liên quan đến cái phần tính tổng đấy. Đấy. Thì bài này thì mình sẽ làm cái bài tính x mũ n. Đó. Rồi, với n là một cái số tự nhiên và x là một cái số bất kỳ đấy. Rồi. Ở đây thì mình cũng khai báo cái thư viện cho nó. Đầu tiên sẽ là xvideo.h. Rồi. Tiếp theo sẽ là cái thư viện mat. Tiếp theo sẽ là cái thư viện conio. Rồi. Ở đây thì mình sẽ khai báo một cái hàm men. Đây sẽ khai báo một cái biến. Ở đây x thì mình sẽ chọn cái kiểu dữ liệu cho nó là plot. X đây sẽ bằng mình cái tạo nó bằng 2 đi. Rồi sau đó cái n này thì mình cho nó bằng 3. Rồi. Kiểu tự nhiên đấy. Sau đó mình sẽ khai báo một cái biến t, chính là cái này đấy. Ở đây t lớn nha. Rồi đúng không ạ, t ở đây mình khai báo sẽ bằng cái câu lệnh trong cái thư viện mat này này thì nó có một cái câu lệnh để dùng để tính x mũ n đúng không ạ? Thì đây sẽ là cái câu lệnh pow này đấy. Hàm pow đấy. Sau đó sẽ như các bạn đã thấy khi chúng ta ấn cái pow này lên đấy, thì nó sẽ hiện lên cái kiểu dữ liệu cho cái dấu trong móc này. Ví dụ ở đây mình, khi mình bấm đấy, thì nó sẽ hiện lên ngay đấy. O, x này và n. Rồi. Đằng trước cái bầu này, rồi mình sẽ bấm chấm phẩy đây. Và sau đó print ra cái kết quả. Đây là kết quả cần tìm là đây, mình sẽ đặt là phần trăm d và đây sẽ là t. Rồi ở đây mình sẽ thêm một cái get nữa để dừng màn hình lại cho các bạn xem kết quả. Đấy, sau khi viết xong thì các bạn sẽ chạy. Rồi ở đây thì các bạn có thể thấy kết quả cần tìm là 8. Mình sẽ kiểm tra lại. Ở đây đúng không ạ? Ở đây thì x bằng 2, n bằng 3 đúng không ạ? Vậy thì 2 mũ 3 bằng 8 đúng không ạ? Đấy. Vậy thì nó hoàn toàn đúng không ạ? Đấy. Ở đây thì mình sẽ thử thêm mình thay n đây bằng 4 đi. Rồi, sau đó xây lại cái chương trình. Đấy, thì nó sẽ ra kết quả là 16 đúng không ạ? Đấy. Đấy là khi chúng ta thay đổi n. Vậy khi chúng ta thay đổi x thì nó như nào? Đây mình thay x bằng 3 đi ạ. Rồi. Đây, và đây kết quả đạt được 34 đấy. 34 thì bằng 81 đúng không ạ? Đấy. Rồi. Ví dụ như ở đây mình
đặt là trừ 1, xem thử nó sẽ ra kết quả như nào. Là số âm đấy. Đấy, thì nó ra kết quả là 4 đúng không ạ? Là 1 đúng không ạ? Đây. Tức là trừ 1 mũ 4 thì bằng 1 đúng không ạ? Đấy, bây giờ mình sẽ thay đổi một cái số khác cho nó các bạn dễ hình dung ạ. Đây mình sẽ thay đổi là âm 2 đi. Ở đây n mình đặt là 3. Rồi. Đấy, thì đây kết quả đạt được là chính là bằng âm 8 đúng không ạ? Thì âm 2 tất cả mũ 3 thì bằng âm 8 đúng không ạ? Đấy. Thì ở trên đây là cái phần giới thiệu về cách cách tính cái x mũ n. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.